chợ Bình Điền, quận 8, diện tích 30 ha đã được phun khử khuẩn. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7 đã phun khử khuẩn chloramin B trong 7 nhà lồng chợ, 2 nhà kho, các bãi đậu xe và các khu vực đường nội bộ và vùng phụ cận của chợ. Chợ Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất trong 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh, cung ứng hơn 70% lượng hàng thực phẩm tươi sống cho thành phố và các tỉnh lân cận. Ngày 25 tháng 6, chuỗi lây nhiễm tại chợ được phát hiện với 19 ca mắc COVID-19. Toàn bộ nhân viên, tiểu thương, người lao động tại chợ đã được lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ. Trong khi đó, sau khi ghi nhận 19 ca nhiễm tại chợ đầu mối Hóc Môn, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn đã cho tạm dừng các hoạt động tập kết, giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối này trong một tuần, từ 0 giờ ngày hôm nay đến 0 giờ ngày 4 tháng 7 để thực hiện công tác phòng chống dịch. Sáng ngày 28 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh đã họp giao ban với các địa phương. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 18 giờ chiều ngày 27 tháng 6, đã có hơn 710.000 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19, hơn 93.000 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc. Trong số người được tiêm có hơn 398.500 người tại cộng đồng và hơn 312.000 người tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Cũng theo Sở Y tế, trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 thứ tư có 676 trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 101 trường hợp phản ứng phản vệ, trong đó có 2 trường hợp phản vệ độ 4 phải điều trị tại bệnh viện. Tất cả các trường hợp này đều được theo dõi sức khỏe sát sao, hiện sức khỏe ổn định. Trong đợt 4, Sở Y tế đã bổ sung số lượng vaccine cho các đối tượng ưu tiên gồm 8.000 sinh viên y khoa, 5.000 thanh niên tự nguyện, 10.000 cán bộ nhân viên cảng biển, 3.500 cán bộ nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất và các nhà cung ứng dược, dịch vụ cho các cơ sở khám chữa bệnh. Các nhân viên y tế đang làm việc tại các phòng khám tư nhân còn lại, các nhân viên phục vụ trong các khu cách ly tập trung của thành phố, quận huyện và khách sạn mới thành lập. Từ ngày 18 tháng 6 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 81 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có những ngày gần đây, tất cả các ca mắc là diện F2 hoặc là ở trong cách ly phong tỏa y tế. Nhận định nguy cơ lây nhiễm chéo và trong cộng đồng vẫn còn rất lớn, nên Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến việc giám sát cách ly tại nhà. Đo thân nhiệt 2 ngày một lần, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe cho hơn 250 F2 cách ly y tế tại nhà là việc làm thường xuyên của tổ COVID cộng đồng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Chính quyền cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sự chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng. Không ai nhà cô bị F2, nhưng mà cô cũng là người tự giác đi khai báo ở khu vực với phường, cách ly tại nhà 24/24, không có tiếp xúc gần. Và đi ra là khẩu trang, ở nhà cũng thực hiện khẩu trang đầy đủ. Với cái địa bàn phường rộng và cái số lượng F2 thì hiện nay đến thời điểm hiện nay thì rất là nhiều, 254 trường hợp. Do đó là cái công tác tuyên truyền thì được địa phương chủ động thực hiện nhằm nâng cao cái ý thức trách nhiệm của từng cái đối tượng trong cái công tác thực hiện phòng chống dịch. Mới đây qua rà soát, Đà Nẵng phát hiện đã có trường hợp F2 tự ý đi ra ngoài, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nhận thấy nguy cơ lây lan dịch cao từ việc thiếu giám sát cách ly y tế tại nhà, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu tất cả quận huyện tăng cường quản lý đối với các trường hợp trên, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân không chấp hành, không khai báo không trung thực. Đề nghị các địa phương chúng ta rà soát lại cái cam kết đối với những người tự cách ly tại nhà, như cái trường hợp của Châu nào là rất nguy hiểm. Đề nghị các địa phương chúng ta quán triệt lại tinh thần này đối với lại các xã phường và tổ dân phố để mà tăng cường công tác quản lý tại cơ sở. Song song với việc giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, Đà Nẵng tiếp tục duy trì chế độ xét nghiệm sàng lọc cho nhóm đối tượng nguy cơ, người dân nằm trong khu vực cách ly để phát hiện bệnh sớm nhất, từ đó chặt đứt nguồn lây của ổ lây nhiễm hiện nay. Dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên tại nhiều địa phương không giãn cách xã hội, các phiên tòa xét xử vẫn diễn ra nhằm đảm bảo mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo xét xử nghiêm minh, đảm bảo trật tự, kỷ cương và các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, không tổ chức phiên tòa trên 20 người trong một phòng. Ghi nhận của phóng viên VTC. Đây là hình ảnh ghi nhận một phiên tòa xét xử phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Phiên tòa được tổ chức theo tinh thần giãn cách. Hội đồng xét xử đều đeo khẩu trang, vị trí, chỗ ngồi đều giữ khoảng cách, đặc biệt đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.
Quá trình làm việc, tòa án chỉ triệu tập những người liên quan vụ án, không tổ chức phiên tòa tập trung trên 20 người trong một phòng xử án. Tôi cho rằng là với cái phiên tòa ngày hôm nay thì chủ tọa điều hành một cách rất là dân chủ và tôn trọng các cái quy định của pháp luật. Ngoài ra trong cái tình hình dịch bệnh thì ông chủ tọa cũng đã tiến hành và tòa án Thanh Hóa đã thực hiện cái việc mà giãn cách nó rất phù hợp với cái số lượng là tập trung nó phù hợp theo quy định pháp luật. Cách tổ chức phiên tòa thì cơ bản là tuân thủ các cái quy định pháp luật về phòng chống Covid. Đây chỉ là một trong nhiều phiên tòa vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng thời gian qua trên khắp cả nước. Theo các luật sư, với quy định bố trí phòng xử không quá 20 người tham dự phiên tòa, đặc biệt với các vụ án mà bị cáo kháng cáo kêu oan, cần xem xét, đánh giá chứng cứ khách quan toàn diện, từ nhân chứng đến người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đảm bảo nguyên tắc không giới hạn thời gian tranh tụng. Do vậy, cần có giải pháp phù hợp. Trong với cái thời điểm như hiện tại thì chúng tôi thấy là nó rất là hạn hẹp về thời gian, về không gian cũng như là cái sự ủng hộ hoặc là cái tính chất để tuyên truyền pháp luật là đối với mỗi bản án là nó chưa đạt được. Nên tôi cho rằng là cũng cần phải có một cái lịch trình làm sao mà để các cái vụ án nó với những vụ án kêu oan như thế này nó phải có thời gian và nằm ở trong những cái điều kiện xã hội hoạt động bình thường. Các luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử có giải pháp không để người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lợi dụng tình hình dịch bệnh để vắng mặt tại các phiên xét xử, đồng thời nâng cao chất lượng xét xử, vừa đảm bảo mục tiêu kép là phòng chống dịch, vừa đảm bảo xét xử nghiêm minh, đảm bảo trật tự, kỷ cương và các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC.